Hello, Định xin chào cả nhà, Định xin chào tất cả quý cô chú anh chị, Định xin chào tất cả quý phụ huynh đang xem livestream của Định nha. Chúc cho tất cả quý cô chú anh chị của chúng ta một buổi tối tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có và đại gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Đặc biệt hôm nay là một ngày cuối tuần, một ngày cuối tuần ấm áp hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Hôm nay thì Định chia sẻ đến cả nhà mình với chủ đề đó chính là kim tứ đồ hướng đi cho cuộc đời, và sẽ có một cái buổi vô cùng đặc biệt là Định có một sự họp mặt hội ngộ của các chị em cổ đông rất là tâm huyết ở Sơn La, ở Thành phố Hồ Chí Minh, và Định thì ở Cà Mau. Và một cái cổ đông có thể nói là Định mời được một khách mời rất là đặc biệt, đó chính là cổ đông đến từ Hà Nội đó. Cho nên là hôm nay là một buổi livestream vô cùng quan trọng đối với Định, cũng như là Định chia sẻ cái kiến thức đến tất cả mọi người. Cũng mong là quý cô chú anh chị của mình cho Định một nút like, chia sẻ một cánh tay nối dài để đến cộng đồng. Tại vì thật ra thì buổi livestream này Định cũng không 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 gắn thể nhiều người lắm, mà có thể là ít người biết đến Định. Cho nên là Định mong quý cô chú anh chị của mình xem livestream của Định, cho Định một nút like, chia sẻ càng nhiều lên trên các hội nhóm cũng như là trên trang cá nhân của mình, để cộng đồng biết đến Định nhiều hơn, và Định chia sẻ ngày càng giá trị hơn, Định đem kiến thức tốt hơn đến cho cả nhà mình, đến cho mọi người. Định xin cảm ơn, và Định không quên là lời chúc sức khỏe và an lành nhất đối với tất cả chị em vào xem livestream của Định, cũng như là chưa xem livestream của Định. Có thể là chị em mình đang bận bịu công việc chưa có vào được ngay bây giờ, thì có thể là những chị em đó vào sau. Cho nên là Định chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình của mọi người. Xin chào bạn thân yêu của mình nha. Rất là cảm ơn bạn đã tag tên rất là nhiều người vào buổi livestream của Định tối hôm nay. Và hôm bữa trước thì với buổi livestream chia sẻ về công nghệ UST cũng như là hội ngộ cùng tất cả các chị em tâm huyết, thì hôm nay chúc chào con chào cô Thanh Hương nha, chào chào anh Lương Xanh, chào anh Lan Luyến, chào Minh Anh, chào Tuyết Nhi nha. Chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần thật là ấm áp bên gia đình của mình. Chào em, chào em rồi. Chị đã mời, chị đã có lời mời rồi, cho nên là cùng vào để chúng ta, chị em mình chúng ta cùng nhau tâm sự nha. Rồi. Nội dung của buổi livestream hôm nay là Định chia sẻ đến cả nhà mình, đó chính là kim tứ đồ hướng đi cho cuộc đời. Đấy. Giống như là mình kim tứ đồ chính là một cái kim nam châm để chỉ hướng cho mình đi vậy. Đó. Cho nên là việc mà khi mà Định biết đến kim tứ đồ giống như là một cái phao cứu sinh, giống như một cái phao cứu sinh để cho Định hướng đi một con đường cho mình. Tại vì kim tứ đồ ấy, tại vì trong kim tứ đồ đó là trong cái quyển của người cha giàu cha nghèo, Định đọc được quyển sách rất là nổi tiếng của Robert Kiyosaki, người đã viết cái tác phẩm đó là Cha giàu cha nghèo. Và sau đó thì Định tiếp tục đọc tác phẩm đó chính là Dạy con làm giàu đó. Và hai tác phẩm này thì tác giả đề cập rất là nhiều lần đến kim tứ đồ, và kim tứ đồ chính là cái con đường mà để Định thay đổi tới ngày hôm nay. Cho nên là mình cũng chưa xác định cho mình một cái con đường đi như thế nào. Khi mà Định biết đến kim tứ đồ thì kim tứ đồ chính là giống như kim chỉ nam cho cái công việc, cho cái hướng đi cho Định, để mà Định thay đổi cuộc đời của mình. Cho nên mình cứ nghĩ là thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời, và sẽ biết được kim tứ đồ giống như là làm cho mình thay đổi cái tư duy đó. Đấy. Và cũng không để mất thời gian cho quý cô chú anh chị của mình chờ lâu, thì hôm nay Định cũng có ba khách mời rất là đặc biệt. Và ba khách mời này là ba khách mời vô cùng tâm huyết, và những chị em rất là trẻ tuổi, năng động, và có những cái thành công rất lớn trong việc chia sẻ về công nghệ OT, cũng như là những cái cổ đông mà đã cống hiến nhiều cho tập đoàn công nghệ OT hiện nay. Định xin mời Hoài Thu, em có trong live, em có trong 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 live thì vào đi nhá. Chị đã mời rồi, chị đã mời rồi đó. Chị đã mời Hoài Thu rồi, Hoài Thu vào nha. Với lại em Hoài Thu là chính là cổ đông của Sơn La, cổ đông của tỉnh Sơn La, và em đã vào trước Định, em đã biết đến em đã biết đến UT trước Định rồi, và em đã đọc sách nhiều hơn Định, và mặc dù em trẻ tuổi hơn nhưng mà em đã có một cái tư duy rất là tốt, đáng cho Định để học hỏi. Và bên cạnh đó thì khách mời thứ hai đó là Lê Anh Túc, và anh Túc thì hiện tại thì đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là
À, xin chào em. Hello chị Đình xinh đẹp. Nghe cái từ xinh đẹp là bắt là thấy là mê rồi đó. Rồi, chuẩn bị để chúng ta cùng hội ngộ cùng nhau nhé anh Túc. Rồi, chị chào Phạm Hợp nha. Chào. Rồi có em đây. Như vậy thì chúng ta cùng xuất hiện trên live cùng nhau để mà hội ngộ cùng nhau để gặp tất cả các cổ đông tâm huyết của chúng ta. Rồi sau đó thì chúng ta chia sẻ những cái gì mà chúng ta học hỏi được từ 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 câu lạc bộ học tập cũng như là những cái quyển sách mà tác giả Robert Suzuki đã viết về Kim Tứ Đồ, bởi vì Kim Tứ Đồ không phải ai cũng biết đến Kim Tứ Đồ, cho nên là mình chia sẻ nội dung này nó sẽ giá trị hơn để cho cộng đồng ngày càng biết đến Kim Tứ Đồ nhiều hơn thì sẽ định hướng cho cuộc đời của mình. Rồi. Bây giờ mình xem Hoài Thu vào được chưa em? Rồi Trung Nguyễn một cổ đông rất là tâm huyết của thị trường Hà Nội, em ấy đã vào đã cống hiến rất là nhiều cho tập đoàn UST, cho nên là cũng là cái người em mà định cần rất là học tập, rất là cần có sự học tập nhiều hơn, bởi vì tư duy của em rất là cao đấy. Mặc dù mình lớn tuổi rồi nhưng mà do cái việc học tập của mình đi sau thì đương nhiên mình cũng sẽ học tập những người em nhỏ tuổi trẻ tuổi đi trước, rất là năng lượng, rất là năng động đấy. Và Định đã mời ba vị khách mời này cho nên là xuất hiện trên live cùng với hiện diện cùng với trên live với Định cho chào nhau tất cả các cổ đông nha. Alo alo Trung Nguyễn, alo alo anh Túc, sẵn sàng chưa ạ? Cả nhà mình sẵn sàng chưa? Ơi, chị chào Đặng Hồng Giang nha. Cảm ơn em đã vào tương tác livestream cùng với tất cả mấy chị em. Rồi. Đã có lời mời rồi đó Hoài Thu. Chị đã lời mời ngay từ ban đầu rồi đó Hoài Thu. Làm sao để mà bấm cho nào là chị đã mời ngay từ ban đầu. À, Hello mừng quá em đã xuất hiện rồi. chị. Hoài Thu, sao chị không thấy Hoài Thu nhỉ? Để chị bấm lại, chị mời Hoài Thu lại. Dạ. Rồi. Chị em mình cũng chia sẻ một nội dung thật là cô đọng và ngắn gọn đến cho tất cả mọi người. Xin À, chào em Hoài Thu đây chào rồi. hai chị nha. Chị mày mò mãi Rồi, mới mời được chào em Thư. đó. Vâng, em chào hai chị nhá. Em chào hai chị cổ đông. Rồi bây giờ nhường mic cho Hoài Thu chia sẻ nha. Em Nhường mic cho Hoài Thu chia sẻ. Hoài Thu mới chào tất cả quý cô chú anh chị trên tường Facebook của chị Ngọc Định. Ngày hôm qua Hoài Thu cũng đã chia sẻ về cá nhân của mình, và hôm nay là Hoài Thu xin chia sẻ lại với thông tin cá nhân của Hoài Thu. Hoài Thu sinh ra và lớn lên tại miền núi phía tây bắc của thành phố Sơn La. Hoài Thu cũng sinh sống và làm việc tại quê nhà, và trong quá trình Hoài Thu sinh ra và lớn lên đó thì Hoài Thu đã tốt nghiệp phổ thông trung học, và Hoài Thu đã đi học ở trường chuyên nghiệp và trường cao đẳng. Thì Hoài Thu tốt nghiệp ra trường, Hoài Thu không thực hiện được cái công việc của mình. Sau đó Hoài Thu đã trải qua đã quay đã cuốn theo cái guồng quay của rất là nhiều công việc khác nhau, và chính vì thế mà Hoài Thu đang ngẫm nghĩ lại rằng về một phút là đã đến 16 năm trời rồi, và Hoài Thu ngẫm nghĩ lại rằng bản thân mình chưa không làm được cái gì cả. Có nghĩa là mình cũng đã cố 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 gắng được gọi là để mình kiếm tiền á, nhưng mà không đáng được bao nhiêu đấy. Chính vì những cái vất vả đó thì tình cờ Hoài Thu biết được cái Kim Tứ Đồ mà Hoài Thu đọc được ở trong trái Xin anh Tuấn chào Trung Mỹ. nhá. À, Chào em. Chào Hoài một Thu cổ đông đã vô cùng tâm huyết của Hà Hoài Thu đã tình cờ đọc được cái cuốn của Robert Kiyosaki, và trước đó thì Hoài Thu biết tới gọi là cái đồng tiền nó là cái gì, nhưng mà đại đa số chúng ta thì nó biết là nó là một cái đồng tiền để giao dịch thôi đấy, đúng không ạ, mua hàng hóa thôi. Nhưng mà cái bản chất của đồng tiền nó như thế nào, cũng có rất nhiều người có cái ý nghĩ
trái chiều khác nhau. Người thì bảo là đồng tiền nó xấu xa này nọ, nhưng mà Hoài Thu không, đồng tiền xấu xa thì đấy là do mục đích sử dụng của từng người thôi đấy. cái mạng của Hoài influencer, Thu cái với mạng mục đích để kiếm sống cho bản thân mình và cho cuộc sống của con cái mình được tốt tốt hơn, và Hoài Thu đã biết được cái kim tứ đồ này đấy. Thì Hoài Thu rớt mạng do mạng của Hoài Thu yếu bị ra rồi. Bây giờ chị nhường mic lại cho anh Túc chia sẻ đi, hoặc lát Hoài Thu có thể vô chia sẻ theo nha. Dạ thế thì em xin phép được chia sẻ trước. Em xin chào quý cô chú anh chị, xin chào chị Định và chào quý cô chú anh chị đang xem livestream. Xin chào anh Trung. Em được chia sẻ trước. Thì em tên đầy đủ là Lê Anh Túc, em sinh năm 1984 và hiện tại em đang sinh sống tại Sài Gòn. Thì cũng như bao người khác, khi mà em tốt nghiệp đại học ra trường thì mình mong muốn có một cái công việc mà lương cao. Thì khi mà mình làm công việc lương cao như vậy á, thì có nghĩa là mình lại không có thời gian dành cho gia đình đấy. Và mình và khi đó thì em luôn luôn khao khát rằng làm sao mình vừa có tự do tài chính và mình lại vừa có cái được cái thời gian cho gia đình, vẫn là làm những công việc mình yêu thích. Thì sau đó là em chuyển sang kinh doanh online. Thì thực ra là kinh doanh online thì mọi người cũng biết rồi, mình được tự do về thời gian. Thực ra là tự do về thời gian là do mình không phải đi làm 8 tiếng thôi, không phải ví dụ như là 7 giờ đi, 8 giờ vào làm xong rồi 6 giờ về, nó như một cỗ máy. Nhưng mà kinh doanh online thì nó mình tự do về thời gian, cũng như là mình thích thì mình làm, mình không thích thì nghỉ đấy. Nhưng mà áp lực của kinh doanh online đó chính là mình, nếu mà mình muốn lợi lợi nhuận nhiều thì mình phải ôm hàng nhiều đó. Còn nếu như mình làm đại lý nhỏ lẻ nhập 3 đến 5 sản phẩm thì cái gọi là cái gom hàng rồi là cái chi phí gửi nó không còn là bao nhiêu hết, thậm chí là nó về vốn đó. Thế nên là khi mà em kinh doanh online thì em giống như mình làm tổng đại lý hoặc là nhà phân phối thì mình phải ôm hàng nhiều và cái vốn lớn, và đó là cái chi phí marketing cũng cao đấy. Thì khi mà chưa hết tháng, nhiều khi có những tháng chưa hết hàng, mình lại phải lấy hàng tiếp, mình phải lấy hàng tiếp để mình lấy được cái gọi là cứ theo cái doanh thu áp trên doanh thu thì mình phải phải lấy thôi, mình phải lấy. Và đến khi mà mình có mình có nghĩa là nó cứ tuần tự như vậy. Và cái chi phí marketing, mình muốn có thời gian thì mình phải thuê nhân viên, mình thuê nhân viên thì cái lợi nhuận nó cũng không được bao nhiêu cả. Và từ đó thì em khi mà trong trong cái thời gian kinh doanh thì em vẫn chưa biết đến kim tứ đồ. Nhưng mà đến cuối năm 2019 thì khi em bước chân vào một cái lĩnh vực đầu tư, nói chung em đầu tư cũng nhiều lắm, nhưng mà cái em gắn bó lâu dài đến bây giờ là đầu tư cổ phần doanh nghiệp. Thì khi đó em mới được biết đến kim tứ đồ. Còn trước đó em đọc sách thì em có biết kim tứ đồ, nhưng mà em không, có nghĩa là để mình hiểu sâu và mình áp dụng được thì mình chưa hiểu được sâu. Còn nếu mà nói để hiểu sâu và hiểu áp dụng được thì là đầu năm 2019, chính xác là đầu năm 2019 thì em biết đến kim tứ đồ. Thì trước đó khi mà em không biết đến kim tứ đồ thì có nghĩa là em cứ làm thôi. Có nghĩa là mình làm việc, mình kiếm tiền xong mình lại tiêu tiền, sau đó mình lại làm việc. Đấy, cứ theo một cái vòng vòng luẩn quẩn như vậy. Mình không phải đi gọi là mình làm chủ cho mình, nhưng mà mình lại không mình làm chủ cho mình và mình bị áp lực rất nhiều và không không có thời gian cho gia đình luôn. Ví dụ như khi mà mình càng muốn, thực ra thì khi mà cái người mà làm kinh doanh online họ muốn kiếm nhiều tiền là do họ thôi, thì họ phải bỏ ra nhiều thời gian hơn nữa đấy. Nhưng mà thì đó là cái gọi là cái rủi ro, cái mà khi mà em chưa biết kim từ đồ thì cái kiến thức của mình nó ở một cái chừng mực nào đó thôi. Và mình cứ đi làm kiếm tiền, mình cứ làm việc kiếm tiền, sau tiêu tiền sau mình lại làm việc, và mình không biết dùng cái đồng tiền đó cho nó sinh sôi nảy nở như thế nào để cho nó hợp lý, để cho nó tạo ra một cái dòng tiền và nó gọi là sự bền vững. Còn đương nhiên là mình luôn luôn biết được là mình đầu tư vào cái tài sản đó, chính là đầu tư vào cái bất động sản. Nhưng mà ví dụ như là nếu như ở Sài Gòn thì chị biết rồi, ví dụ như ở vùng quê mình có ví dụ như là 500, 600, 300 triệu mình vẫn mua được tài sản là bất động sản, là miếng đất đấy. Nhưng mà như ở Sài Gòn này, nếu mà như cái số tiền đó thực sự là chưa mua được, mà muốn mua được cái bất động sản như mình ưng ý là cứ thật phải tầm 2-3 tỷ trở lên đấy, mà chỉ mua được miếng đất thôi. Còn nếu mà mua được gọi là tạo dòng tiền thì không có đấy. Thì khi mà em đầu năm 2019 thì em biết đến kim tứ đồ, và em cảm thấy là ồ, tại sao mình lại không biết đến kim tứ đồ sớm hơn, mình không hiểu nó sớm hơn và mình không ứng dụng nó tốt hơn để rồi mình có một cái cuộc sống mà như như mình mong muốn như bây giờ. Thì kim tứ đồ thì thực ra là em nghĩ là khi mà kim tứ đồ, bất kỳ
ai ở trong team từ đồ cũng là những người mà tạo ra giá trị cho xã hội. Vấn đề là khi mà mình là một người làm team từ đồ thì nó có bốn, gọi là bốn nhóm người. Nhóm thứ nhất là nhóm người làm thuê. Làm thuê có nghĩa là chúng ta đang làm văn phòng, làm cho tập đoàn, làm cho công ty, làm cho xí nghiệp, các kỹ sư, các bác sĩ, đó là những người đi làm thuê. Có nghĩa là sáng họ đi và tối họ về. Là giáo viên của chị cũng là làm công này, làm thuê. Dạ đúng rồi, giáo viên. Rồi có nghĩa là họ dành cái thời gian, công sức và trí tuệ họ cống hiến cho công ty đó và họ làm giàu cho ông chủ đó để đến cuối tháng họ được lĩnh lương. Có nghĩa là họ bỏ thời gian ra để họ lấy tiền về. Đấy. Và nhóm thứ hai, khi mà tại vì sao, tại vì cái khi mà họ đi làm thuê như vậy thì cái nhu cầu của họ không được đáp ứng tốt, không được đáp ứng đầy đủ, thì đó chính là lý do mà họ phải nhảy việc, họ nhảy công ty đó. Thì có những người mà họ nhảy công ty và có những người là họ bỏ ra họ tự làm riêng, ví dụ như là họ mở quán cà phê này, họ mở một cái nhà hàng này, rồi họ kinh doanh online cũng là một cái hình thức là tự làm chủ cho mình đó. Thì cái nhóm thứ hai là nhóm người tự làm chủ, tự làm chủ cho mình, gọi là tự làm thuê cho mình đó. Dạ. Thì khi mà những người mà cái nhóm người mà làm thuê cho mình á, thì so với cái nhóm người thứ nhất thì họ có nghĩa là thu nhập họ muốn bao nhiêu là họ tự họ làm, nhưng họ phải làm mọi công đoạn từ A đến Z nếu như họ muốn có lợi nhuận cao hơn. Nhưng mà như vậy thì họ sẽ không có được cái thời gian cho gia đình, cho con cái, và áp lực của họ rất là lớn. Họ mất đi sức khỏe, họ mất đi những cái mối quan hệ, họ mất đi những cái thời gian cho gia đình và chính cho bản thân họ nữa. Đấy, thì đó là cái nhóm người thứ hai. Còn nhóm người thứ ba đó là họ làm chủ một hệ thống kinh doanh và hệ thống con người làm việc cho họ, ví dụ như là cà phê Trung Nguyên rồi KFC đó, những cái đó là những cái hệ thống kinh doanh. Và khi mà ví dụ chị hay em hay quý cô chú anh chị ở đây, nếu như chúng ta đi vào mà gọi là vào quán cà phê Trung Nguyên mình uống, mình không bao giờ gặp được chủ quán, chủ cái hệ thống đó mình không bao giờ gặp chủ, nhưng những cái hệ thống con, những cái quán đó vẫn làm việc cho họ và vẫn tạo ra lợi nhuận. Thì đó là cái nhóm người mà ở cái nhóm người thứ ba bên phải kim tự đồ. Còn nhóm người thứ tư đó là nhóm người đầu tư. Đầu tư có nghĩa là khi mà họ có một cái số tiền, họ tiết kiệm một cái số tiền nào đó và họ mua một cái sản phẩm nào đó. Nhưng cái sản phẩm đó, còn người ta gọi là đầu tư, khi mà gọi là tài sản, thì họ mua một cái tài sản nào đó để cái tài sản đó mang lại tiền cho họ. Thì mình gọi là đầu tư, và cái đó là cái gọi là cái nhóm người gọi là cái cao cấp nhất trong các bốn nhóm người. Như vậy thì cái nhóm người bên trái là cái nhóm người mà người ta phải bỏ thời gian công sức, gọi là bỏ thời gian để kiếm tiền, và họ chỉ có được một trong hai cái đó thôi. Nhưng nhóm người bên phải là họ bỏ tiền ra để họ có được, họ bỏ tiền và họ có thời gian, và cái thời gian đó lại tạo ra tiền. Như vậy thì quý cô chú và anh chị, chúng ta chọn là nhóm người bên trái hay là bên phải kim tự đồ, và chúng ta chọn là người đi làm thuê, làm giàu cho người khác để thực hiện ước mơ cho người khác, hay là chúng ta là ở bên phải kim tự đồ, chúng ta thực hiện ước mơ cho chúng ta, làm giàu cho chúng ta và được tự do tài chính và có được gọi là cho con cái một cái môi trường học tập tốt, chúng ta báo hiếu cha mẹ. Như vậy thì khi mà em biết được đến cái kim tự đồ như vậy thì em cảm thấy là và mình ứng dụng được là nhờ vào có những cái mối quan hệ, và em đọc sách. Có nghĩa là trong team mình, trong cái gọi là qua câu lạc bộ đọc sách 5 giờ sáng đó, thì khi mà mình đọc sách như vậy, cái tâm hồn của mình nó gọi là nó rất rất là tuyệt vời. Và mình không phải nhìn cuộc đời một cách mộng mơ, nhưng mà có nghĩa là người ta nói là nếu bạn biết cách đọc thì cả thế giới sẽ mở ra với bạn. Đó, và khi mình đọc sách mình sẽ có chiều sâu về gọi là về một lĩnh vực nào đó, về vốn từ và về kinh nghiệm sống, thì nó gọi là khi mà cuộc sống thay đổi thì chúng ta là do chúng ta có những cái mối quan hệ và do chúng ta có được những cái cuốn sách chúng ta đọc. Và người ta nói là mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Nếu như chị là một con người tuyệt vời, hoặc nếu như em là một con người tuyệt vời, thì vũ trụ ngoài kia sẽ đưa cho chúng ta những con người tuyệt vời như vậy. Còn nếu như chúng ta, ví dụ như chúng ta là những người công nhân, ở đây em không phân biệt là người giàu nghèo gì cả, nhưng mà mình đang nói đến cái vấn đề là phát triển bản thân. Thì ví dụ như những người công nhân thì những người bạn của họ chỉ là người công nhân thôi, chứ họ không thể gặp được những người mà gọi là tốt hơn, bởi vì chúng ta không có những cái câu chuyện chung để nói.
Đúng Thì rồi. đó là cái mà khi mà em biết đến kim từ đồ thì nó thật sự nó là một cái kim chỉ nam cho chúng ta hướng đến sự giàu có và sự thịnh vượng, tự do về tài chính. Thì em cũng đang trên cái con đường để thực hiện cái sự tự do tài chính, và em nghĩ rằng là 1-2 năm nữa thôi thì em sẽ thật sự tự do về tài chính và em giúp được rất rất là nhiều người. Đó, thì đó là cái gọi là cái ý nghĩa khi mà em biết đến kim tự đồ và em thực hiện nó. Thì đó cũng là một cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ cho quý cô chú anh chị, để chúng ta ở đâu đó nếu như chúng ta chưa nghe đến kim tự đồ thì hãy search trên trên Google kim tự đồ là gì, hay là chúng ta mua sách cái kim tự đồ sâu sắc nhất là trong cái bộ sách dạy con làm giàu, thì chúng ta mua sách hoặc chúng ta search trên trên mạng, vì chỉ cần một cái từ khóa thôi nó có thể thay đổi được cuộc đời của bất cứ ai nếu như chúng ta đang khao khát có một cái sự thay đổi về cá nhân mình, về tài chính cũng như là những cái mối quan hệ xung quanh. Thì đó là những cái sự chia sẻ của em khi mà em biết đến kim tự đồ. Cảm ơn hôm nay chị đã đã cho em làm khách mời trong livestream của chị. Rất là biết ơn anh Túc đã chia sẻ cho cộng đồng biết đến về kim tứ đồ. Thật sự là bản thân chị là chị cũng mới biết kim tứ đồ thôi. Việc biết được kim tứ đồ nghĩa là bốn nhóm nghề nghiệp như em đã nói đó, thì mình là người làm công, có nghĩa là mình bản thân chị là giáo viên nè, mình là người làm công thì tất cả những người làm công á là những người dùng sức khỏe để kiếm tiền, có nghĩa là lấy sức khỏe của mình, dùng sức lực của mình để kiếm tiền, dù có thể là lao động trí óc hoặc lao động chân tay, thì tóm lại là đem cái sức khỏe của mình đi kiếm tiền. Còn nếu như chúng ta chuyển sang lĩnh vực của cái nhóm thứ hai, nhóm thứ ba thứ tư là nhóm C và nhóm D, có nghĩa là nhóm kinh doanh và đầu tư, thì lúc đó chúng ta dùng tiền để kiếm tiền, có nghĩa là bắt tiền làm việc để phục vụ cho mình. Nói một cách đơn giản cho cộng đồng hiểu, có nghĩa là những người làm tư hoặc là làm công, nghĩa là nhóm 1 và nhóm 2, đều là những người dùng sức khỏe để kiếm tiền cho mình. Và như quý cô chú anh chị mình đã biết đó, nếu như mà chúng ta dùng sức khỏe mà kiếm tiền thì đến một thời gian nào đó sức khỏe chúng ta nó không còn. Ví dụ bây giờ bản thân chị là giáo viên 20 năm cho đến hiện tại bây giờ, thì mình nhìn lại xem cái quá trình 20 năm đó mình đã dư được cái số tiền là bao nhiêu, đủ cho mình tự do tài chính chưa, thì vẫn chưa. Thứ hai nữa là cái sức khỏe của mình nó cái hao mòn trong thời gian, tại vì mình dùng cái sức khỏe của mình để mình kiếm tiền. Trong khi mình biết đến kim tứ đồ ấy, mình rất là xúc động khi mà mình biết đến kim tứ đồ, nhưng mà mình không biết là mình ở nhóm người nào, cho nên khi biết rồi giống như là một cái giống như một cái hướng đi để cho định hướng tới. Dù được khi mà nằm ở nhóm C, tại vì á, nhóm C là đã từng kinh doanh online rồi, nhưng mà việc kinh doanh online thì mình không thể nào mình làm chủ, mình không thể mình trở thành người chủ được, mình không có đủ khả năng để mình trở thành chủ. Còn việc mà mình chuyển sang nhóm D, nghĩa là mình phá rào khi mà từ một người làm công mà định chuyển sang một người đi đầu tư, thì nó cần rất là nhiều kiến thức. Tại vì khi mà mình bước ra mình đầu tư thì mình chỉ là con số không thôi, mình không biết một cái gì cả. Cho nên là tất cả mọi thứ đều phải học, tất cả mọi thứ đều phải học tập, học tất cả những cái quyển sách, tìm những quyển sách xem coi là những cái hoạt động đầu tư thế nào, và đặc biệt là những cái người thành công và giàu có họ đi trước, họ lĩnh vực đầu tư họ như thế nào. Cho nên là mình muốn đi trở thành một cái người đầu tư thì đương nhiên mình sẽ có nhiều mối quan hệ chất lượng để mình biết được cái quá trình đầu tư thế nào, mình chọn cái công ty nào, cái doanh nghiệp nào mình đầu tư cho có hiệu quả. Thì cái việc mà khi xác định được kim tứ đồ như vậy thì mình thấy được cái việc mình bỏ công ra một cái thời gian dài như vậy thì nó sẽ làm cho cái sức khỏe của chúng ta hao mòn thôi. Cho nên thay vì á, mình dịch chuyển cái đồng tiền nằm im của mình, cái số tiền tiết kiệm của mình dịch chuyển số đồng tiền nằm yên của mình để ra, để cho tiền nó làm việc cho mình, để phục vụ cho mình. Đấy, cho nên là khi mà xác định được, biết được kim tứ đồ nó có một cái ý nghĩa vô cùng lớn với bản thân cuộc đời mình, là thật sự là chị cực kỳ xúc động khi mà đọc cái tác phẩm Dạy con làm giàu cũng như là tác phẩm Cha giàu cha nghèo. Thì tác giả đã nhấn mạnh rất là nhiều vấn đề mà mình cần phải dùng tiền để đi làm việc phục vụ cho mình, ngay cả việc mà tác giả nằm ngủ tiền vẫn về. Tại vì khi mà lấy tiền để đi đầu tư, tại vì dịch chuyển cái số tiền để đi đầu tư thôi, để tiền nó đi làm việc thôi, thay vì mình bỏ công mình đi làm việc. Đấy, cho nên là cái việc mà mình biết đến cái việc kim tứ đồ nó chỉ làm nó giống như là một cái hướng đi để cho mình thay đổi cái tư duy của mình. Khi mà tư duy của chúng ta thay đổi thì cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Bởi vì có rất là nhiều người ai cũng muốn thành công giàu có, thật sự là trong xã hội này ai cũng muốn thành công và giàu có. Nhưng mà tư duy cũ, hành động cũ, công việc cũ thì sẽ không bao giờ có kết quả mới. Em công nhận điều đó không nè? Đấy. Dạ đúng rồi. Tất cả những người ai cũng muốn khát khao thành công giàu có, nhưng mà chưa là thay đổi cuộc đời, thay đổi tư duy thì lại không thay đổi, nghĩa là sợ, ngại thay đổi, rất là ngại thay đổi.
Tại vì khi mà mình chuyển sang một lĩnh vực đầu tư kinh doanh thì giống như là mình là một con số không, mình đi ra thị trường, mình ra thương trường vậy đó. Thương trường là chiến trường mà, thì đương nhiên mình cũng phải, mình té ngã mình đứng lên, rồi mình đứng lên rồi mình té ngã tiếp, mình tiếp tục đứng lên. Đấy, mình khi mà mình có nhiều thất bại mình mới trưởng thành được. Chứ còn nếu như chúng ta ngại thay đổi, chúng ta không dám thay đổi thì chúng ta vẫn mãi ở trong cái vùng an toàn đó. Thu nhập của chúng ta như thế. Nếu như cái việc mà mình nói cái đồng lương của mình 10 triệu mỗi tháng, 10 triệu mỗi tháng nó đã quy định như vậy rồi, thì định cho cái việc mà nó an toàn thì nó vẫn chưa an toàn. Tại vì sao? Đồng tiền ngày càng trượt giá, giá thành của các sản phẩm ngày càng tăng cao, sức khỏe của chúng ta ngày càng hao mòn. Thì cái việc mà chúng ta xem coi chúng ta có an toàn không, cái việc mà chúng ta không thay đổi thì chúng ta không an toàn. Cho nên cái việc mà mình nói là khi xác định được cho mình cái nhóm người nghề nghiệp nào là mình cảm thấy mình bỏ ò ra, mình mới thấy à đây là cái con đường mình chọn chưa đúng rồi. Để tự do thời gian, để tự do về tài chính thì mình chỉ có con đường bước sang nhóm C và nhóm D của Kim Tứ Đồ thôi. Bởi vì người ta thường nói là phi thương bất phú, không kinh doanh sẽ không giàu và không đầu tư cũng sẽ không giàu. Vậy mình cứ chọn cái con đường làm công của mình rất là an toàn như thế. Đấy. Và Định cũng nói rất là với nhiều bạn bè đồng nghiệp của mình đó là nếu như tư duy không thay đổi, công việc cũ, hành động cũ, tư duy cũ thì làm sao có kết quả mới. Muốn kết quả mới, muốn thành công, muốn giàu có khát khao, có mục tiêu thì phải thay đổi. Có thể là lấy cái số tiền của mình tiết kiệm được dịch chuyển sang một cái nơi nó có thể, một cái nơi khác để làm, để tiền phục vụ cho mình. Đó chính là cái mà Định cũng như là em Anh Phúc muốn chia sẻ đến cho tất cả cộng đồng của chúng ta. Và rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị của mình đã vào tương tác live stream cũng như là bấm like chia sẻ cho hai chị em. Bây giờ mạng yếu thì Hoài Thu đã thoát ra luôn rồi, không vào được nữa rồi. Bây giờ Trung Nguyễn cũng vậy luôn. Cho nên hai chị em mình bây giờ tối nay là hai chị em mình là chiến đấu. Nãy chị mới nói là chị hôm nay là chị là trưởng phái Nga Mi rồi đó. Còn bây giờ một cái cổ đông, một cái khách mời đặc biệt ở Hà Nội, và bây giờ hiện nay do cái tình hình khách quan là không có vào được. Nói cho nên là một cổ đông tâm huyết, một cổ đông rất là tâm huyết của Thành phố Hồ Chí Minh, một cổ đông tâm huyết của Cà Mau chiến đấu. Còn bây giờ em Hoài Thu có thể vào được chưa em ơi? Bây giờ mạng nó đã ổn chưa, em đã vào được chưa để chia sẻ cho cộng đồng? Nguyễn Trung cũng không thấy, Nguyễn Trung luôn rồi, Nguyễn Trung mạng yếu cho nên là Nguyễn Trung không vào được luôn rồi. Thế em chút nữa em cũng live stream, thế em chào chuẩn bị với quý cô chú anh chị nhé, xong rồi cho em chuẩn bị một chút để tí nữa em live stream của em. Dạ thì em chúc chị Định với quý cô chú anh chị một buổi tối ngủ ngon và tràn đầy năng lượng nhé, một ngày cuối tuần thật là vui, thật là hạnh phúc. Chị cũng có công việc sớm cho nên là chị cũng chuẩn rời live sớm hơn. Hai bye bye em. Rồi cảm ơn em rất là nhiều ha. Rồi bye bye em nha. Đấy, quý vị anh chị mình thấy cái việc mà Định, khi mà Định biết đến Kim Tứ Đồ ấy, là Định đã thấy được cái hướng đi của mình. Nếu như mà với một cái công việc dạy học, đồng lương nó chỉ an toàn như vậy thì suốt cuộc đời này Định cũng sẽ không bao giờ tự do về thời gian cũng như là tự do tài chính. Cho nên là Định đã bứt phá và mạnh dạn thay đổi tư duy của mình và tìm cho mình một cái con đường, tìm cho mình một cái hướng đi để làm sao cho mình thay đổi cái cuộc đời của mình. Cho nên Kim Tứ Đồ là một trong những cái giống như cái bộ bối của Định, giống như là nó một cái bí kíp võ công mà Định phát hiện được, và cho nên Định mạnh dạn thay đổi. Và Định chia sẻ cho đến tất cả mọi người để mọi người biết đến Kim Tứ Đồ là gì. Tại vì cái này ở trên Google hiện nay rất là nhiều luôn, rất là nhiều về Kim Tứ Đồ, cũng như là chúng ta có thể mua cái quyển sách Cha Giàu Cha Nghèo cũng như là quyển sách Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki. Đây là tác giả cho ra rất là nhiều quyển sách mà viết về sự thành công và giàu có. Cho nên là khi mà Định biết được đến những quyển sách này, Định đã thậm chí Định cực kỳ xúc động luôn. Xúc động là tại vì mình đã cái con đường của mình đi trong vòng 19-20 năm đó, mình cứ lẩn quẩn trong cái vòng an toàn thôi. Cho nên việc mà mình mạnh dạn để mình bứt phá, mình bước ra ngoài, mình mạnh dạn mình bứt phá, mình bước ra ngoài để mà mình cho xây dựng cho mình một cái con đường đi khác, đó chính là cái hướng đi của cuộc đời mình. Mặc dù đôi khi trong quá trình mà mình bước ra khỏi cái vùng an toàn đó, mình có thể bị vấp ngã, mình có thể là bị sai lầm, thì mình sẽ đứng lên mình đi tiếp. Giống như là thà là Định nói cái câu là thà là con ếch điếc còn hơn là con ếch
con ếch ngồi trong giếng hay là con ếch ngồi dưới đáy ao. Mình cứ thay đổi, mình cứ mạnh dạn thay đổi bứt phá thì cái cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Cho nên là nội dung của buổi livestream hôm nay thì Định cũng muốn chia sẻ đến cho tất cả quý cô chú anh chị của mình biết đến được Kim Tứ Đồ. Nếu như mình còn đang ở trong cái vòng an toàn, nghĩa là những người làm công là những người đem sức khỏe của chúng ta để mà kiếm tiền. Còn tất cả những người mà làm hoạt động trong lĩnh vực nhóm C và D, nghĩa là kinh doanh và đầu tư, thì dùng tiền để đi tạo ra tiền, nghĩa là bắt tiền làm việc để phục vụ cho mình. Chào chị Định, chị chào Thanh Tâm nha. Chào em, chúc em buổi tối thật là năng lượng. Chào Trương Thanh. Rồi xin chào tất cả quý cô chú anh chị của mình nha. Và thời gian Định cũng sắp vào buổi livestream của với nhóm của Định, cho nên là Định cũng xin rời livestream sớm hơn. Cho nên là cuối buổi live thì Định xin chúc cho tất cả quý cô chú anh chị em của chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an và ngày càng trở nên có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu như chúng ta chịu bứt phá, chịu thay đổi thì cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi. Tại vì tư duy quyết định tất cả, người giàu và người nghèo chỉ khác nhau bởi tư duy. Cho nên là cái việc mà mình xác định cho mình một cái con đường để hướng đi trong cuộc đời nó vô cùng quan trọng để quyết định, bởi vì lựa chọn chính là quyết định của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta như thế nào thì chúng ta có sự lựa chọn như thế đó. Mình lựa chọn thành công giàu có thì mình sẽ hướng đi con đường thành công giàu có. Tuy nhiên trên con đường thành công và giàu có nó sẽ có rất là nhiều chông gai để chúng ta vượt qua. Nhưng mà chúng ta mạnh mẽ vượt qua điều đó thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Còn chúng ta mãi mãi là sống trong vùng an toàn, sống trong một cái gọi là an toàn ổn định đó, thì nó cũng sẽ không ổn định. Nếu như người ta là nếu sống ổn định, nếu mình nghĩ ổn định thì nó là cũng sẽ không ổn định. Nhưng mà cái việc sống ổn định như vậy, khi mà có một cái vấn đề xảy ra thì chúng ta sẽ không bao giờ ổn định. Xin chào em An Vui nha. Đây thời gian cũng đã dài rồi, cho nên là Định xin kết thúc buổi livestream ở đây và xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã vào tương tác livestream cùng với hai chị em. Hai chị em chưa bao giờ gặp mặt nhau thực tế, chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời, nhưng mà chỉ là trên mạng thôi, chỉ là trên internet thôi, nhưng mà có một cái tình cảm vô cùng đặc biệt. Tại vì tất cả những chị em đều có một chung một tư duy, có chung một tư duy, một suy nghĩ, đó chính là hướng cho cuộc đời của mình đi theo con đường đầu tư. Và chính vì con đường đầu tư của Định cũng như là của tất cả anh chị em cổ đông của T đã hướng cùng đến với nhau, tạo thành một cộng đồng rất là gần gũi với nhau như người một nhà. Và đó chính là tình yêu thương của những con người cùng san sẻ với nhau, cùng chí hướng với nhau. Và Định xin kết thúc live ở đây. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị của Định đang xem livestream của Định tối ngày hôm nay nha. Định vô cùng biết ơn. Và xin cả nhà mình nếu thấy cái buổi livestream của Định nó có một cái điều giá trị đến cho mọi người thì Định xin một nút like chia sẻ đến cho cộng đồng để cộng đồng biết đến ngày càng nhiều hơn, để mà học tập ngày càng thay đổi tích cực hơn, để cho cuộc sống này ngày càng tươi vui và hạnh phúc hơn. Định xin chân thành cảm ơn. Và bye bye tất cả. Bye bye cả nhà mình nha.